Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm ôn kiến thức phần mềm online tên là hình thức trách nghiệm vn phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn tập dự thi tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức học câu hỏi trắc nghiệm và các phương án trả lời các môn thi ở vòng 1, phần kiến thức chung phần tiếng anh phần tin học theo hình thức trắc nghiệm vòng 2 hỗ trợ các bạn câu hỏi trắc nghiệm à, đối với môn nghiệp vụ chuyên ngành phần mềm hình thức trắc nghiệm vn là phần mềm phi lợi nhuận. À, sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn. Sau khi kết bạn với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được các tin nhắn video bài giảng, các bạn xem video bài giảng miễn phí trên điện thoại của các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học à, các loại câu hỏi nhận biết, thông hiểu, tức là loại câu hỏi à, khó. À, đối với tài liệu các bạn cần phải ôn tập đó là hiến pháp năm 2013 các bạn vào Google các bạn tải cái bản Hiến pháp năm 2013 sau đó các bạn lưu vào máy tính các bạn mở cái file này lên thì nó chia lấp mất màn hình à, các bạn chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ để thu nhỏ cửa sổ à, sau đó các bạn muốn mở lên các bạn lại nhấn nó trái nó mở lên đối với đâu nó nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình các bạn à, sau đó các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn thí à, dụ như là Google Chrome sau đó các bạn gõ cái địa chỉ là http dấu hai chấm chéo khỏi chéo hình thức trắc nghiệm chấm vn chú ý là các bạn phải gõ đầy đủ à, cái cụm từ http dấu hai chấm chéo khỏi chéo hình thức trắc nghiệm chấm vn sau đó các bạn ấn enter thì đối với công chức ở phía trên viên chức ở phía dưới à, đây là cái phần phần mềm e-learning ôn kiến thức À, các bạn có cái danh mật khẩu ở mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi. Thí dụ các bạn có cái danh mật khẩu tại mục số 1, môn kiến thức chung ôn thi dự tuyển công chức thì các bạn để quân chuột tại mục số 1. Các bạn có cái danh mật khẩu môn kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức thì các bạn để tại mục số 2. À, các bạn có à, cái danh mật khẩu ôn tuyển công chức cấp xã các bạn để mục số 3, vân vân. À, ví dụ hôm nay các bạn có cái danh mật khẩu tại mục số 1 à, môn kiến thức chung À, dự tuyển công chức thì các bạn để tại mục số 1 Nhấn nút trái chuột một lần à, Sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu Khi các bạn có ký danh mật khẩu Các bạn phải bí mật Vì sao bí mật à, Vì người khác biết được cái đăng nhập phần mềm Nó xung đột với các bạn Các bạn không đăng nhập được Vì vậy các bạn phải bảo mật cái mật khẩu của mình à, Các bạn vào cái trang này Các bạn thấy à, rất nhiều tài liệu à, Hiện 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 tôi đang trình bày với các bạn ở đây là Có khoảng 200 tài liệu rồi Các bạn cứ học lần lượt từng tài liệu À, học hết tài liệu này đến tài liệu khác. À, ví dụ như các bạn học xong luật cán bộ công chức 2008 2019 sửa đổi thì các bạn lại học đến hiến pháp vân vân. À, là một danh mục à, à trên 200 tài liệu rồi, thoại các bạn chỉ chọn những tài liệu các bạn cần thôi. Các bạn học để có kiến thức vượt qua kỳ thi, các bạn học để có kiến thức khi chúng tuyển làm việc tốt hơn, đó là phương pháp học tốt nhất. Phần mềm đáp ứng được à, cho các bạn À, các bạn thường xuyên cập nhật update những câu hỏi trách nhiệm cho tài liệu mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn à, Thí dụ các bạn muốn học cái tài liệu nào thì các bạn để con trỏ tại tài liệu đó Các bạn nhấn nút trái một lần hoặc hai lần à, Sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới Các bạn thấy thực hiện đề thi Các bạn nhấn nút trái vào thực hiện đề thi Sau xuất hiện chữ Start là các bạn à, kích chuột vào Start là bắt đầu học lần đầu thì các bạn nạp kiến thức vào bó các bạn thì các bạn chưa cần phải làm bài các bạn thấy finish ở tay trái màn hình này là 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 coi như là nộp bài sớm hoặc là làm xong sớm thì các bạn chọn finish học lần đầu các bạn cũng để con trỏ tại finish coi như làm xong nhấn nút trái một lần sau các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn thấy chữ nộp bài kết thúc thực đơn nộp bài kết thúc nhấn nút trái rồi xác nhận một lần nữa nộp bài kết thúc để phần mềm hướng dẫn các bạn ra học. Các bạn di chuyển con trỏ từ trên xuống dưới để các bạn tìm câu hỏi trắc nghiệm à, à, cho từng à, câu các bạn muốn. Thí dụ như là phương pháp học ở đây là gì? Tình huống đặt ra. À, để giải quyết tình huống này căn cứ vào đâu? À, chúng ta phân giả cái tài liệu ra là nhiều ý nhỏ. Mỗi một ý nhỏ là một câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta học và chúng ta nắm rất tốt. Thí dụ theo Hiến pháp 2013, bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của à, phương án là à, công dân hay là quân đội hay là công an hay là thanh niên. Thì để giải quyết câu hỏi này thì căn cứ vào điều 45. Thì chúng ta à, kích chuột vào file à, các bạn tìm đến điều 45. Đó chúng ta lại kích chuột vào cái file mở lên, sau đó các bạn tìm đến con các bạn cứ bình tĩnh các bạn tìm đến điều à, điều 45 của Hiến pháp 2013. Thì tại điều 45 khoản 1 bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của à, của công dân. Đó, thì như vậy các bạn để ý đây là à, phương án của ta ở đây là là công dân này, rồi à, quân đội này, công an, thanh niên này, thì các bạn thấy là chọn công dân là là, là nội dung đúng và đáp án đúng trên nền vàng này à, chính là à, công công dân. Đó. Sau đó các bạn tư duy này, à, sau khi các bạn nạp dữ liệu vào bộ các bạn rồi thì cái khi các bạn thi thử hoặc là khi các bạn làm bài thì các bạn thấy là các bạn tư duy suy luận này công 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 dân này quân đội công an thanh niên này thì quân đội công an thanh niên cũng là công dân cho nên các bạn nghĩ là ở cái nội dung của câu hỏi này sẽ có bốn phương án đều đúng hết à, công công dân cũng đúng quân đội cũng đúng công an cũng đúng thanh niên cũng đúng à, đều là bảo vệ nghĩa vụ tổ quốc à, thiêng liêng là quyền cao quý của à, cả bốn phương án này đều đúng thì chúng ta chọn một phương án đúng nhất, đầy đủ nhất chính là phương án công dân. Vì quân đội cũng là công dân, công công an cũng là công dân, thanh niên cũng là công dân. Như vậy công dân sẽ là đúng nhất, đầy đủ nhất trong bốn phương án này. Vì thế các bạn chọn phương án công dân là vì thế. Đó, các bạn hiểu nội dung. Sau đó các bạn tư duy, các bạn chọn ra một cái phương án ở cái dạng câu này là phương án công dân đầy đủ nhất, đúng nhất trong trong bốn phương án đều đúng tức là trách nghiệm mà có nhiều lựa chọn chẳng hạn thì lựa chọn nào đúng nhất, đầy đủ nhất thì các bạn chọn. À, tức là ta chúng ta nói tóm lại là phương án à, à, quân đội, phương án công an, phương án thanh niên đều à, nằm trong phương án công dân, cho nên phương án công dân đầy đủ nhất. Đó, giới thiệu với các bạn như vậy thì chúng ta chọn phương án công dân. Đó, à, chúng ta di chuyển con trỏ tương tự à, để chúng ta tìm câu hỏi khác. Đó, ví dụ như chúng ta di chuyển con trỏ từ trên xuống dưới để chúng ta tìm cái câu hỏi mà chúng ta cần phải làm tiếp theo chẳng hạn. Hay là à, theo Hiến pháp năm 2013, đâu không phải là tổ chức chính trị xã hội. Thì loại câu này hỏi là không phải thì chúng ta tìm ra ba cái phải, trừ ba cái phải đi còn một cái không phải. Đó, phần mềm ở đây là căn cứ điều 9 để giải quyết câu hỏi này thì căn cứ điều 9 thì các bạn lại kích chuột vào file của Hiến pháp các bạn tìm đến điều 9 cứ lần lượt như vậy các bạn vừa học câu hỏi trách nghiệm vừa học tài liệu là như vậy đây là cái kinh nghiệm dạy đại học Thầy giáo thấy rằng là phân giả cái tài liệu ra nhiều ý nhỏ để chúng ta học thì chúng ta nắm rất tốt vì đọc đọc mình tài liệu không thì nó trôi tuột luôn vì vậy chúng ta thấy ở đây căn để giải quyết câu hỏi này là căn cứ vào điều 9 các bạn tìm đến điều 9 thì khoảng 2 này công đoàn là một này hội nông dân Việt Nam là hai này Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là ba này, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là bốn này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam là năm này là các tổ chức chính trị xã hội. Chúng ta để ý là các tổ chức chính trị xã hội. Đó. Rồi các tổ chức xã hội này, các tổ chức chính trị này, các tổ chức uh, uh, hội nghề nghiệp này. đó Nhưng mà ở đây hỏi về các tổ chức chính trị xã hội. À, cho nên chúng ta để ý ở đây là phải nhấn mạnh các tổ chức chính trị xã hội. Thì khoản 2 điều 9 đây là có năm tổ chức chính trị xã hội à, Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, à, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, à, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đây là năm tổ chức à, chính trị xã hội được thể hiện trong điều 9 à, Hiến pháp 2013. Đó, các bạn để ý như vậy chúng ta phải nhớ năm cái tổ chức này, tên năm tổ chức này. Và nhớ đây là các tổ chức chính trị gạch ngang xã hội. Yeah, có rất nhiều hội đó có coi có, có rất nhiều ví dụ như hội à, các cái hội liên hiệp khoa học kỹ thuật hội nghề nghiệp ấy hội đặc thù à, vân vân cho nên các bạn nhấn mạnh ở đây là tổ chức chính trị xã hội thì chúng ta duyệt này phương án a hội liên hiệp phụ nữ việt nam à, hội nông dân việt nam thì phương án a hai giá trị này đều là tổ chức chính trị xã hội phương án b liên hiệp các À, hội khoa học và kỹ thuật việt nam thì nó không có trong à, điều 9 thì cái phương án b không phải là tổ chức chính trị xã hội phương án c đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh à, công đoàn việt nam thì hai giá trị này hai tổ chức này đều là tổ chức chính trị xã hội d hội cựu chiến binh việt nam thì đều là, là là tổ chức chính trị xã hội vì vậy chúng ta thấy phương án a phương án c và phương án d là là các phương án à, có À, các tổ chức chính trị xã hội là đúng như trong à, điều 9 suy ra phương án còn lại liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam à, không phải là tổ chức chính trị xã hội đó phương pháp làm loại câu này là chúng ta cứ tìm ba cái phải trừ ba cái phải đi thì còn một cái không phải đó là cái cơ sở khoa học nhất để làm câu hỏi trách liệu đâu không phải à, xin giới thiệu với các bạn như vậy khi chúng ta nạp dữ liệu bỏ óc rồi phương pháp làm mài có rồi thì kỳ thi chính thức diễn ra mà rơi vào dạng câu này các bạn lít rất nhanh là các bạn tìm ra được phương án không phải ngay. Đó, cái 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 cách học là như vậy. À, chúng ta lại di chuyển con trỏ à, à, xuống phía à, dưới chúng ta tìm câu hỏi khác. À, cứ cứ lần lượt như vậy chúng ta sẽ à, học à, hết cái tài à, hết toàn bộ tài liệu luôn. Đó. thí à, dụ như là à, theo hiến pháp 2013, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt do cơ quan nào thành lập? thì căn cứ điều 110 thì các bạn lại kích chuột vào file tìm đến à, điều 110 thì à, chúng ta thấy là, là quốc hội à. như vậy quốc hội à, ở đây hỏi là à, đơn vị kinh tế đặc biệt do quốc hội thành lập đó à, chúng ta để ý đây là một cái giá trị để chúng ta nhớ à, giới thiệu với các bạn trong pháp học là như vậy à, các bạn muốn học lại cái mục này hoặc hoặc học mục khác thì chúng ta kích chọn mục số 2 nhỏ này thì học lại cái mục này À, bây giờ muốn thoát ra khỏi phần mềm thì làm thế nào các bạn kích chuột vào mũi tên à, để đưa cái mũi tên chuột vào góc phải trên cùng màn hình có cái hình người nhấn nút trái à, chọn thoát để chúng ta thoát ra khỏi phần mềm để bảo mật cái mật khẩu của mình à, mỗi khi chúng ta kết thúc phiên làm việc với phần mềm để chúng ta tắt máy tính à, chúng ta nên tắt nguồn máy tính à, trước khi chúng ta nghỉ à, để à, duy, à, duy trì được cái cái máy tính làm việc lâu dài hơn à, và nếu các bạn không thoát ra khỏi phần mềm thì lần sau các bạn đăng nhập với đôi lúc mà phải để thời gian lưu trữ hơi lâu thì trình duyệt đấy thì nó cho là bảo mật thì nó phải à, bật cái tính năng bảo mật lên thì có đôi lúc các bạn sẽ à, có những cái lỗi xảy ra à, khi do trình duyệt nó bảo mật nó tưởng bạn à, không phải là à, chính chủ của à, cái trang này à, được quyền đăng nhập cái trang này Xin giới thiệu với các bạn như vậy chúng ta chọn nút thoát để thoát ra khỏi phần mềm như vậy chúng ta chọn nút tắt là để tắt như vậy các bạn là tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm à, hình thức trắc nghiệm chấm viên các bạn xem video của thầy hay và bổ ích nếu chưa chạm tay vào nút đăng ký thì hôm nay hãy chạm tay vào nút đăng ký để được hai tiện ích. tiện ích thứ nhất xem video bài giảng theo từng mục và có video bài giảng mới các bạn nhận được sớm nhất à, chúc các bạn thành công